24 tháng 5 năm 1935, 6 giờ sáng. Mục tiêu xuất hiện, hướng thứ ba. Hai chữ này đọc là Yexian, quê hương. Quê hương. Chữ này là cha, chữ này là mẹ. Cha, mẹ. Anh Đại Cường, chữ này tôi biết. Tương Giang. Quan sát địa hình. Chuyện không nên nói thì đừng nói. Lâu Sơn Quan, đoàn trưởng. Đoàn trưởng Lưu, nghe anh Dư nói anh đánh giặc rất giỏi, vậy tôi đi. Đoàn trưởng Lưu, bây giờ không được phép gọi tôi là đoàn trưởng, bây giờ tôi là lính của đoàn Hồng Quân. Cho dù cậu là tiểu đoàn trưởng hay là lính thường, cậu bây giờ là người của đoàn Hồng Quân. Đừng nghĩ đến Tương Giang nữa. Chúng ta bây giờ chỉ có một mục tiêu, sông Đại Độ. Phải, chính quỷ. Có vấn đề. Đừng động đậy. Súng của quân địch đang ngắm đến đây. Lâu Sơn Quan. Đừng động vào cây trúc. Lão Dư. Có. Từ bên dìa luồn qua, nắm lấy đuôi của nó. Lão Lưu, nghĩ cách thu hút quả lực của đối phương. Chúng ta bắt buộc phải hãm chân bọn chúng, bảo đảm trung đoàn một thuận lợi chiếm được An Thuận Trường. Xử lý trận địa pháo luôn. Giao cho tôi. Đi đi. Phóng. Dương Quý Xuyên, cậu từ bên trên tóm hắn ta. Chúng ta trên dưới kết hợp phá trận địa pháo. Được, đi. Cậu nhóc này ở đâu ra vậy? Đoàn trưởng.
Không được động đậy, quỳ xuống. Ngồi im, ngồi im, cấm động đậy. Ngồi xuống. Anh trưởng quan, tha mạng, tôi cũng chỉ là kiếm ít quân hưởng nuôi cả nhà sống tạm bợ. Sống tạm bợ? Mày nổ pháo làm chết anh em của tao. Trưởng quan bảo tôi bắt hắn. Đạn pháo không có mắt, đạn pháo không có mắt, nhưng mày có mắt. Lão Liêu, vì cậu tử, bây giờ tao bắn chết mày. Tao đi trước một bước đây. Anh à, món nợ này mày nhớ cho tao. Học bắn pháo ở đâu? Tự luyện. Tự luyện, đúng. Học quân chúng tôi có ưu đãi với tù binh. Đối với người có kỹ thuật, vẫn sẽ trọng dụng. Đi theo chúng tôi. Đoàn trưởng, có điện báo. Chính quy Dương, quân địch bị chúng ta bắn bỏ chạy, đang tập kết, đã áp sát về hướng chúng ta rồi. Quân quy lệnh chúng ta lập tức di chuyển. Sư đoàn 1 đã tiếp cận An Thuận Trường. Bây giờ phải nhanh chóng dẫn đội ra khỏi rừng trúc, đến An Thuận Trường, vượt nhanh qua sông Đại Độ,